Sau việc đón con năm 2022, Hồ Bích Trâm, Hà Trí Quang đánh úp phi biết. Năm 2022, nhiều sau việc hạnh phúc khi lên chức phụ huynh. Trong đó đặc biệt nhất phải kể đến Hồ Bích Trâm và cặp đôi Hà Trí Quang thanh đoàn khi cùng đón các nhóc tì cùng một ngày. Hồ Bích Trâm Hồ Bích Trâm công khai tin vui vào đúng sinh nhật chồng, doanh nhân quản trọng hồi tháng 4. Hạnh phúc phu bờ khi lần đầu tiên lên chức, sau nữ cùng chồng chu đáo chuẩn bị hành trang đón con trai đầu lòng. Sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi, cô đã được gặp con. Em bé Lai Anh, nhà nữ diễn viên chào đời vào ngày 9 tháng 12, được cô miêu tả là đẹp trai, là to nhất nhì bệnh viện. Mẹ con Hồ Bích Trâm đã được về nhà trong vòng tay hân hoan chào đón của đại gia đình. Nữ diễn viên cũng tìm được cách gọi sữa về cho con trai đầu lòng. Nội ngoại hai bên cùng doanh nhân quản trọng đỡ đần nhiều, nhờ đó nữ diễn viên có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Hà Trí Quang, Trùng hợp khá thú vị là Hồ Bích Trâm và Hà Trí Quang vốn là tri kỷ nổi tiếng của số bích Việt. Ngày sau nữ người Quảng Ngãi lên bàn mổ sinh con trai Lion, cũng là ngày Hà Trí Quang và nửa kia Thanh Đoàn chào đón hai bé ca ca muội muội ở Thái Lan bằng phương pháp mang thai hộ. Hành trình có được con song sinh của Hà Trí Quang Thanh Đoàn không chỉ tiêu tốn nhiều tiền của, thời gian mà còn là rất nhiều tâm tư của hai ông bố. Khi thành công đón được hai thiên thần, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc không tả liên tục cho các con lên sống. Mạnh Trường năm 2022 phải nói là một năm rực rỡ đối với Mạnh Trường, khi sự nghiệp diễn xuất hay đời tư đều viên mãn. Hạnh phúc nhất là việc sau nam chào đón quý tử thứ ba vào ngày 22 tháng 11. Nam diễn viên Hương vị tình thân sớm tiết lộ tên khai sinh của bé là Nguyễn Minh Sơn, tên thân mật là Bi. Từ ngày tổ ấm có thêm thành viên mới, Mạnh Trường cho thấy hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực anh không chỉ tặng vợ quà mà còn đỡ đần cô trong việc chăm sóc quý tử mới sinh. Nhờ đó bà xã Mạnh Trường có thời gian nghỉ ngơi, sớm về gián. Lê Dương Bảo Lâm Lê Dương Bảo Lâm cũng có một năm thuận bờm xuôi gió. Về sự nghiệp, tên tuổi anh phất lên như diều gặp gió. Về đời tư anh hạnh phúc khi cuối cùng đã có được quý tử nói giỏi. Con trai thứ ba của Lê Dương Bảo Lâm chào đời vào sáng ngày 3 tháng 8 tại một bệnh viện quốc tế. Khác nhiều nghệ sĩ, Lê Dương Bảo Lâm khá thoải mái, chia sẻ ảnh cận mặt con trai thứ ba. Nhóc tì kháu khỉnh, đáng yêu, thừa hưởng đôi môi của bố, mắt ta tròn hệt mẹ. Con trai Dương Lâm Đồng Nai có tên khai sinh là Dĩ Kha, nhưng được cả nhà gọi thân mật là Úc Phin. Karen Nguyễn Karen Nguyễn hiểu sự lâm môn khi ngày cưới cũng là thời điểm nữ diễn viên này khoe tin vui đường con cái với cả thế giới. Suốt thời gian bầu bí, sao nữ lên đồ ấn tượng khi chuộng diện các thiết kế ôm sát, khoe bụng bầu. Chiều ngày 25 tháng 10, nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng. Như một số nghệ sĩ khác, cô không vội công khai diện mạo nhóc tỳ mới chào đời. Phạm Quỳnh Anh. Tin Phạm Quỳnh Anh mang thai râm ran khá lâu trước khi nữ ca sĩ xác nhận tin vui trong một đêm nhạc ở Đà Lạt hôm ngày 11 tháng 6. Bộc bạch với khán giả, nữ ca sĩ nói về việc bầu bí, bản thân mình không giỏi lên kế hoạch cho cuộc đời, thế nhưng bỗng một ngày niềm vui đến, mà mình là người sống khá thuận theo tự nhiên. Nên cái gì ông trời ban tặng thì tất cả những người phụ nữ sẽ hiểu và đồng cảm với Quỳnh Anh. Một tháng sau ngày xác nhận hỷ sự, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con gái tại một bệnh viện lớn. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nhận được quá nhiều tình cảm từ người thân, bạn bè và gia đình. Cô công khai tên thân mật của con là bé Suy, tiết lộ bạn trai chính là người túc trực, chăm sóc cô suốt hành trình 9 tháng 10 ngày đã qua. suy nhà Phạm Quỳnh Anh được đúng một tháng tuổi là được mẹ Quỳnh Anh công khai diện mạo. Cô bé bụ bẩm, đáng yêu, thừa hưởng một vài nét đẹp từ người mẹ ca sĩ. Không ít ý kiến cho rằng bé Zui là bản sao hoàn hảo của người bố giấu mặt. Salim, chuyện tình của Salim và chồng thiếu gia Hải Long có cái kết ngọt ngào là việc bé Pamela Hải Đường thường gọi là bé pam mặt vuông chào đời. Cô bé sinh ra đúng tách hàng thật ngày 4 tháng 4 và nhanh chóng trở thành nhóc tỳ được săn đón vì vẻ ngoài sao y bản chính của bố. Từ ngày có con gái, trang cá nhân của Salim chỉ toàn ảnh ái nữ. Vốn tính lầy lội, nữ người mẫu thường xuyên thực hiện các bộ ảnh dìm khiến dân tình thích thú. Bé Bam nhà Salim nay 8 tháng tuổi, trạm phía kháo khỉnh, đáng yêu và được ví là thánh Mimi mới của showbiz. Bên cạnh các em bé như Haden, nhà trà mi idol, CC anh chị nhà Chestati và Leon nhà Hồ Ngọc Hà. Những em bé nhà sao Việt chào đời trong năm 2022 đều nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nhưng hy hữu nhất chính là bé Lion nhà Hồ Bích Trâm và cặp song sinh ca ca muội muội nhà Hà Trí Quang, Thanh Đoàn khi không hẹn mà chào đời cùng ngày 9 tháng 12. Ngắm nhìn những nhóc tỳ cập vàng nhà sao Việt, dân tình thích mê thì bé nào bé nấy rộm vía kháo khỉnh, đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ nổi tiếng. Với đà này trong tương lai gần, chắc chắn các nhóc tỳ hot không thua kém gì phụ huynh.